Hello mọi người, mình là Đà Bôn Đề đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những mùi cơ bản của Body Mist Victoria's Secret. Đa số tục tô ngọt ngào, thu hút kỳ lạ. Mặc dù vậy nhưng em ấy không hề tạo cảm giác nồng, gắt hay khó chịu cho những người xung quanh đâu. Độ bám hương cũng khá đỉnh. Nổi bật bởi hương quả đào tươi, ngọt ngào, thanh mát, mùi siêu ân luôn, đúng kiểu không thể cưỡng lại ý. Mình khá ơn em nó nên đã mua đi mua lại nhiều lần. Mình có đọc được em là sự kết hợp của hoa chăng và gỗ, mùi hương ấm áp pha chút bí ẩn mê hoặc sang trọng. Em này mình có dưỡng thể của em nó. Em này thì miệng chê với sự thanh thoát như dòng suối mát trong lành, là xen lẫn giữa hương hoa cúc tươi mơn mởn, cực thoải mái, quyến rũ nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng. Mình còn có chai lớn của em nó xài gần hết. Em này có mùi lê thanh mát, trong trẻo, giản dị. Em này mình có đủ bộ chai lớn và dưỡng thể. Cái gì thích rồi thì hay mua cả bộ lắm, cái nét ngộ ghê. Em này như cái tên của nó là sự kết hợp giữa dừa, vani, béo béo, ngọt ấm. Em này mang đến hương thơm ngọt ngào, trẻ trung từ quả xoài, tươi mát, nhẹ nhàng. Em này mình có nguyên bộ chai lớn và dưỡng thể. Bạn nào mê vani thì đây là lựa chọn số 1. Em này đậm mùi vani, vani, nhiều vani lắm luôn á. Với vị kem vani béo ngậy, ngọt ấm, đầm thắm, quyến rũ. Sự kết hợp giữa nha đam và cúc la mã tạo nên hương thơm như nước hoa, quyến rũ khỏi nói. Mùi hương mang đến sự ấm áp, tinh tế, thu hút và sang chảnh. Hương táo thơm ngọt hòa quyện với hương hoa sữa hồng dịu dàng thanh thoát, khiến như xúc bút gần như khó cưỡng nha. Vừa ấm áp ngọt ngào lại ngây thơ chết người ấy. Sự hấp dẫn của hương quả mận chín thanh ngọt được điểm xuyến thêm hương hoa lan phi hoang dã độc đáo quyến rũ, khiến cơ thể tác lên một vẻ đẹp vừa cá tính lại vừa thu hút khó cưỡng nha. Cái tên đã nói lên tất cả, nhưng mùi sâm banh hơn mùi dâu tây. Sự kết hợp giữa hương thơm ngọt ngào của quả dâu cùng hương vị sâm banh hấp dẫn, quyến rũ và lôi cuốn. Hương hạt nhân khá đặc trưng, hòa quyện với hương hoa dịu chịu với tô ngọt ngào quyến rũ. Nhưng em này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các em gái yêu mật ngọt, yêu thích sự đáng yêu ngọt ngào như bánh hạt nhân đấy. Nét hương đầy thu hút của sự ngây thơ và duyên dáng.